Tên này ra hâm nhặt nước nè. Ra. Ra hâm nhặt nước. Wow. Trời luôn rồi. Ừ. Thì nay mới 14 mà. Dạ hâm nhặt nước là tên. Nhặt nước bắn kìa. Phải không? Đó, phải không? Mỗi bữa nó bắn nhặt nước đây nè. À này như khắc phục được rồi, này cúp nước khắc phục rồi. Rồi bữa nó bắn nhặt nước đây nè. Đây nè. Thì có cái lỗ xì nước đây nè. Này như đã khắc phục được sự cố rồi. Anh cái lỗ xì nước đó đã bị chám rồi nè. Nó bị chám rồi. Khắc phục được sự cố rồi. Nguyên giải sắp hào không ai mở cửa hết. Ý mình là mùng 4 rồi nha. Ở M là có. Ờ. Ở M là có tí đúng rồi, thường là ở đây là khu này nè, ngay đây nè. Quá trời luôn nè. U. Ý con cá nè Tiến. Trời ơi. Nè con. Con này nó bự rồi nè. Dạ. Con cá nè. Ừ. To quá ha. Ủa nó chạy kìa. Thì chấm chú hỏa con cá đó đó. Ừ. Dạ. Để cho con bước xuống dưới. Không. Mới có 7 ngày không lọc hơi nước thôi. Ủa con gì kìa? Cá tê. Đó cá tê kìa. Cá tê mà. Kìa cá tê kìa. Đó. Thấy theo. Không phải. Không phải con thấy đâu. Còn quá ha, không phải. Đây cả còn gì đâu. Cá ơi, hai đầu quá. Lại khu đục sách nè tên. Đâu? Còn đây. Đây nó nè. Đâu? Ở khu lục sách đây nè. Tại nghỉ Tết mà. Có mấy bữa. Đây nè, khu lục sách nè. Đây là cầu tình yêu, cầu khóa tình yêu. Chưa mà chưa ai đem khóa kìa, chưa ai dám đem khóa kìa khóa. Trời ơi, sắp hào vắng lặng. Lâm Hà nghỉ luôn rồi. Là Hà. Chưa, chứ sao là đây là tên. Báo tin. Báo tin đem sách xuống đây đọc. Hả? À, ngồi đây có mái che rồi. Thì từ tao làm ghế tao chứ. Hình. Ừ, chưa xong à. Thôi đọc sách gì. Này vắng quá. Đây, nghe được mà. Này đâu có nước đâu. Này bị cúp nước hết rồi. Đâu lại coi có nước không? Có nước mình đừng đi nha. Rồi nước không à. Ủa khô ai? Nước. Ôi ta đi xin nè. Ờ xin quá ta luôn. Thôi chụp cờ nữa.
Đi quanh lái quanh lái. Dạ. Quanh lái quanh lái. Thù. Cha đừng có làm bão đó nha. Ồ. Quy bãi mình còn đi đường đẹp hơn đường hoa bên Phú Mỹ Hưng nè. Đường hoa ngay chỗ Hồ Móng. Hồ Móng ngoài cái chán. Bởi mình cây ha bông rồi. Quá trời. Đóng cửa hết rồi. Nghỉ chết hết rồi. Ý, hai chị này hồi sáng nè. À. Ừ. Hai chị xinh xinh hồi sáng. Hôm nay. Ủa sao nãy Tiến đi xe đạp vậy Tiến? Ủa. Con đi xe đạp hay rồi. Quên. Trời ơi, đi con xe đạp cũng quên nữa. Con không đi xe đạp con mỏi chân mình chết rồi. Con không đi xe đạp con mỏi chân mình chết rồi hả? Nè, đi tới nè. Ừ. Vô. Đâu để dấu đỏ đâu với tàu. Vô thôi, tấn công vô thôi. Ừ. Ở dưới tầng hấp hấp là bị mà. Mấy nay bị mà. Tiền chuột cũng bị cái đó rồi. Rồi, tin vô, tin chơi đi. Obito cà phê còn mở cửa kìa. Chạy về. Rồi chạy đi. Chạy đi. Mày cần buổi tối chỉ bán nước à. Bắt đầu ăn là tới tầm 1-2 giờ là hết rồi. Nghỉ ba. Ôi. Bữa nay trời không mưa đâu vui dữ. Hôm qua trời mưa thấy vắng tành. Hôm qua trời mưa bão. Nước ngập. Rồi đây. Tự đưa con. Tự đưa đi. Thôi tự đưa chứ. Ừ, giá đưa con đi. Tự con đưa đi. Rồi mà lên. Mình lên, mình lên. Giữ, giữ, giữ. Giữ. Kìa chưa, kìa chưa. Thấy chưa, kìa chưa. Qua đây chơi đây nè. Qua đây chơi này nè. Ủa không chơi này hả? Ở chơi đó hả? Chơi đó cũng được. Vô. Chơi hai trái luôn. Ờ. Vô. Trời ơi, chơi này mới được mấy cái nữa. Là xích đu nữa rồi. Kìa kìa. Hả? Hả? Vô chiếm được. Là vô chiếm được rồi. Rồi gió tự đưa tên đi. Đưa đi. Tiên chân dài rồi, đưa đi. Tiên chân dài rồi mà. Tiên dài tới ghế cha luôn à. Tiên dài ghế cha. Dạ con đưa nè. Đâu tự đưa coi. Tự đưa coi. Kìa chưa. Được rồi, tự đưa đi chứ giúp đỡ gì. Mẹ giúp đỡ con. Mẹ giúp đỡ con. Tự đưa đi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.